Chào quý vị, quý bạn cho em trở về kênh Đời Sống TV. Chúc sức khỏe đến quý vị, quý ông bạn cho em. Vâng, thưa quý ông bạn cho em, người đàn ông mà đòi chặt đầu Tổng thống Donald Trump, người này tên là Cannon Nguyễn. Sáng nay anh ta viết một bài viết làm chấn động cả Facebook. Thì hồi hồi trưa mình đi vô mình coi, mình thấy rất nhiều người phẫn nộ và cũng có một số người lên án kết tội anh ta. Và đồng thời họ còn đòi báo cáo cho FBI để bắt anh ta bỏ tù. Trước tiên mình giải thích cái anh này có phạm tội hay không, có phạm tội đe dọa hay không, hay là có phạm tội về lăng mạ phỉ báng hay không, và những cái đó nó có tội hay không. Thì để mình nói chút xíu về cái vụ mà nấm nấm độc. Ví dụ các bạn, cái video vừa rồi mình có nói về tự do ngôn luận. Thì tự do ngôn luận ở xứ Mỹ này thì cái đó là đúng, cái đó là nó có quyền, những người này họ có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà tự do ngôn luận phải cho đúng chỗ và đúng cách. Những cái này như là mụ nấm, hoặc là những cái người này là Canon Nguyễn á, những người này mà nói ra những cái lời này nó không phải là nằm trong cái lĩnh vực tự do ngôn luận nữa, mà nó nằm trong cái lĩnh vực, cái người Canon Nguyễn á, là mình cái câu này là nó nằm trong cái lĩnh vực là đe dọa. Còn mụ nấm á là nói những cái lời đó là nó nằm trong cái lĩnh vực chỉ trích phê phán và phỉ báng. Thì ở Mỹ, nếu quý vị các bạn, nếu quý vị các bạn dùng những lời nói mà tấn công người ta, tức là tiếng Anh nó gọi là verbally assault hay là verbally attack đó, nó có giống physical attack không? Nó có giống tấn công vật lý hoặc là tấn công bằng thể xác hay không? Thưa các bạn, hai cái này thì nó đều có tội, nhưng nó khác cái là nó nặng nó nhẹ, nhưng mà đều có tội. Thì nó giống như là hôm hôm qua mình giải thích cái video kia là trong cái video mà nắm đó, là mình giải thích là tội đe dọa với tội tấn công nó giống nhau vậy đó. Thì nó tương tự như vậy, nhưng mà cái verbal assault chứ là cái physical assault, thì hai cái thì một cái verbal, cái dùng cái lời nói thì nó nhẹ hơn là dùng dùng cái vật lý tấn công. Nhưng mà khi mà các bạn mà dùng lời đe dọa thì nó ngang ngửa và nó giống như physical attack, tức là tấn công bằng thể xác đó. Thì cái threatening với là cái verbaling đó là thì nó khác, là khác cái đó, nhưng mà đều đều có tội. Thì cái anh Cannon này anh nói như vậy thì nó có vài câu hỏi. Thì cho câu cái lý do là ở trong cái bài viết của anh Lâm Nguyễn, mình có vô anh Lâm Nguyễn mình coi, anh có điều tra về anh này là ai đại khái đó. Thì có rất là nhiều người nói là tố cáo FBI bắt anh ta bỏ tù, đại khái là này kia đó. Thì nếu mà tố cáo FBI hay là gọi cảnh sát đại khái gì đó, ví dụ anh này có bị bắt ở tù hay không, và cái bài viết của anh này là nó như thế nào, tại sao là người ta đòi bắt bỏ tù, và nếu mà tố cáo anh này dựa lên cái bài viết của anh này có bị ở tù hay không. Thì để mình nói tí xíu. Theo như mình hiểu biết thì cái lời nói của cái anh Cannon Nguyễn này nhìn mặt trẻ lắm, chắc nhỏ tuổi hơn mình, thì nói cho mình xin là cậu đi. Cái cậu Cannon Nguyễn này nói cái câu này là nó nằm trong cái lĩnh vực nào? Cái câu mà chặt đầu Donald Trump đi là nước Mỹ sẽ được bình yên, cái này là theo mình, theo cái hiểu biết của mình, thì nó nằm trong cái lĩnh vực là đe dọa. Tại vì đe dọa là như thế nào, tại sao gọi là đe dọa, tại vì anh này đòi chặt đầu Tổng thống Donald Trump. Không cần biết ảnh ảnh ghi như thế nào, nhưng mà trong cái thâm tâm của ảnh, cái lời nói cái bạn, thì cái lời nói là nó cho thấy được cái tâm của anh này. Anh này muốn chặt đầu Tổng thống Donald Trump. Thì khi mà muốn chặt đầu Tổng thống Donald Trump, lát nữa mình giải thích trong những cái bộ luật. Muốn chặt đầu Tổng thống Trump tức là ý anh này là muốn như vậy thì đó là đe dọa, nhưng mà anh ta chưa có làm thôi, thì đó đó là gọi là đe dọa. Thì qua cái bài viết của anh này đòi chặt đầu Tổng thống Donald Trump, FBI có bắt hay không? Vâng, thưa, nếu mà có người tố cáo, có người thưa anh này, có người report, tức là đi đi báo cáo cho FBI đó, thì anh này sẽ bị bắt. Tại vì cái tội này dựa trên những cái lời nói của anh này, đây là
cái tội đe dọa. Đó là theo hiểu biết của mình. Bởi vì á, ở xứ Mỹ này đương nhiên nó có cái luật Freedom of Speech, tự do ngôn luận, nhưng mà cái này nó không có nằm trong cái lĩnh vực tự do ngôn luận, cái này nó nằm trong cái lĩnh vực đe dọa, giống như mẹ nấm là nằm trong cái lĩnh vực phỉ báng, chê bai, chỉ trích nước Mỹ, chứ nó không phải là Freedom of Speech. Bởi vì cái Freedom of Speech ở xứ Mỹ này, tự do ngôn luận á, người văn minh họ dùng cái tự do ngôn luận, nó dùng đúng nơi đúng chỗ và hợp lý hợp lệ và cho nó phù hợp, chứ không phải là tự do ngôn luận muốn nói sao nói, muốn muốn làm sao làm. Bởi vì xứ Mỹ, tại sao ở nước Mỹ này họ có cái luật này, vì lý do là ở xứ Mỹ, ở xứ phương Tây họ văn minh hiện đại, họ không có dùng cái những cái profanity word, tức là những cái từ mà tục tĩu hoặc là những cái từ mà không đúng, cho nên họ có cái luật này. Là cái luật này là để cho những người họ, mình nói một lần nữa, mình nói trong cái video của mụ nấm, thì bây giờ mình nói với các bạn nữa là tự do ngôn luận là cho cái người ta bày tỏ ra cái quan điểm và cái khái niệm của người ta, chứ không phải là tự do ngôn luận là lên muốn đe dọa hù dọa ai là hù đâu, không phải ở xứ Mỹ, chứ không phải ở xứ cộng sản. Ở cộng sản á, quý vị các bạn, khi các bạn thấy đi, ở Việt Nam mình biết, thử ở Việt Nam, ở Trung Quốc, khi các bạn ra đường người nói ồ ta chém mày, ta giết mày, không sao, không bị hết. Mà ở bên Mỹ, Canada, những nước châu Âu, những nước Tây phương, quý vị ra quý vị nói ta chém mày, ta giết mày hay là gì đó là ở tù liền. Người đó thưa hay là cảnh sát biết được, hay là cảnh sát nghe được, hay là người người nào mà họ nghe được họ gọi cảnh sát á, là cái người mà nói cái những cái người mà đe dọa đó, đó nói những cái lời nói ra là bị ở tù liền. Ok rồi đó, thì mình cho cái những cái lời nói này là sẽ bị ở tù. Ok, ở tù bao lâu không biết, nếu như thế nào không biết, nhưng mà cái nếu mà Canon Nguyễn này bị tố cáo tới FBI hoặc là báo cáo cho những cái quan chức gần đó đó, local law, tức là cái quan chức gần đó, không cần FBI, cứ vô tới đầu cảnh sát đưa cái bài viết này, dịch ra đưa bài viết này, tên của người này, là tự nhiên là cái người này họ sẽ tìm tới nhà. Từ cái lời nói của những của cái Canon Nguyễn này là lời nói đe dọa, chứ không phải là tự do ngôn luận hay là trêu chọc hay là đùa giỡn hay là đùa cợt. Cái này là đe dọa, mà đe dọa theo kiểu chặt đầu tổng thống Donald Trump, chặt đầu tổng thống nữa. Thằng này gan thiệt, mình chưa thấy thằng Việt Nam nào mà nó gan như thằng này á. Quý vị các bạn còn nhớ mấy tháng trước tổng thống Donald Trump giết giết tướng hàng đầu của Iran không, Soleimani gì đó, nhớ không? Rồi cái thằng mà cái thằng Comedy, tức là thằng 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 nghệ sĩ hài của nó, của Mỹ hay là của Spanish của gì đó, nó lên nó nói là nó sẽ nhận cái giải thưởng 50 triệu, tại vì bên bên Iran nó ra một cái reward là 50 triệu chặt đầu thằng Donald Trump, thì cái thằng đó nó nói nó sẽ lấy 50 triệu hay là một nửa số tiền đó để nó chặt đầu thằng Trump. Cảnh FBI làm phiền nó liền, nó lên nó nói nó là comedian, tức là nó là nghệ sĩ nghệ sĩ hài, nó đùa giỡn thôi. FBI nói không, mày không có đùa giỡn gì được, bây giờ đùa giỡn hả, bắt mày về trước, tao đùa giỡn với mày ở trong trong nhà khám đã, rồi tao chừng nào tao thả mày ra. Bởi vì các bạn biết là khi mà FBI, khi cảnh sát bắt, nó có quyền câu lưu các bạn 48 tiếng. Ừ, nó câu lưu 48 tiếng. Trong vòng 48 tiếng, trong vòng 48 tiếng cảnh sát phải tìm ra ra evidence để ra tòa, còn không, nếu không tìm ra evidence, không tìm ra cái chứng cứ, không tìm ra một cái gì mà để buộc tội đó, thì trong vòng 48 tiếng nó phải thả. Đó. Yes, cái người Canon Nguyễn này, dựa theo những lời nói của anh ta thì anh này nếu mà tố cáo cho FBI thì anh này sẽ bị phiền. Bây giờ ngồi tù hay không, để lát nữa mình nói những bộ luật cho quý vị các bạn. Nhưng mà trước tiên là bị phiền. Có một thông tin nói là anh này khi mà viết những bài viết này xong, và những người lên phản đối anh ta phẫn nộ và đòi tố cáo FBI, thì anh này xóa luôn cái tài khoản Facebook. Thì mình không biết có xóa hay không, hay là cái account này có giả hay không, thì mình có vô mình điều tra với anh Lâm Nguyễn trên Facebook. Anh Lâm Nguyễn có đưa cho mình, thì mình hỏi anh Lâm Nguyễn,
người người bạn trên Facebook thì mình hỏi, ủa cái người này ở San Francisco hả, ở Mỹ hay là ở Việt Nam? Thì anh Lâm Nguyễn vô nói á, nó là em của Jimmy Nguyễn, anh em nó về Việt Nam ca hát, tức là làm chạy show đâu ở Việt Nam á đó. Đó là anh Lâm Nguyễn này nói vậy. Rồi khi mà anh Lâm Nguyễn này nói như vậy thì mình điều tra, bị anh Lâm Nguyễn có đưa một cái tấm hình rất là cụ thể, cái tấm hình cái tấm hình mà cái người là Cannon Nguyễn này mà viết một cái bài viết đó đó, cái bài viết mà chặn đầu thống Donald Trump đó, thì cái hình khác. Còn khi cái anh Lâm Nguyễn này vô đó, anh tức là anh có điều tra coi thằng này là ai, thì anh Lâm Nguyễn nói cái thằng này là em của Jimmy Nguyễn, và cái hình mà cái người này chụp studio là khác, không biết phải giống người cùng một người không thì mình không biết, nhưng mà hai cái hình mà avatar trên Facebook đó, thì nó khác nhau. Đó thì là có gì mình đưa lên video cho quý các bạn coi luôn. Đó thì mình thấy vậy thì mình vô mình cũng điều tra, mình vô mình search ở trên trên Facebook, thì search Canon Nguyễn thì thấy là cái người Canon Nguyễn này với tấm hình đó có cái title là musician và band, tức là ca sĩ. Cái page của anh ta, ok, đây là cái page của anh ta, cái page này là nó đề là Canon Nguyễn. Thì theo như những cái người mà like cái page này hay là này kia thì mình cho rằng cái page này mới mới tạo thôi, chỉ có 82 người like hồi 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 trưa. Và cái website của anh ta là www.canonnguyen.com. Đó thì theo cái page của anh ta và theo cái lời nói của anh Lâm Nguyễn điều tra thì mình thấy cái này chắc chắc là đúng, là anh này là em của Jimmy Nguyễn, ca sĩ. Đó thì ok, thì đại khái là bây giờ mình biết cái người này là vậy, thì mình sẽ đưa mấy cái hình này cho quý vị các bạn coi. Thì cái người, nhưng mà bây giờ mình đang còn nói về cái câu nói của anh đòi chặt đầu tổng thống Donald Trump. Rồi bây giờ mà mình sẽ nói về, nó có vài cái vấn đề chắc mình mà nghĩ quý vị các bạn cũng thắc mắc, thì mình cũng có nhắc quý vị ông bà chị em là những cái bộ luật và những cái này kia, thì mình sẽ lấy cái cơ hội của những cái đề tài như vậy để mình nói ra. Đó thì cái thứ nhất mình muốn nói là, cái thứ nhất mình cho nó có vài cái câu hỏi và câu trả lời. Thì mình nghĩ quý ông bạn chị em và các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ hoặc các bạn mới qua xứ Mỹ, thì các bạn chắc cũng nên biết và cũng cần biết. Thì các bạn ở đây có 5 câu hỏi và 5 câu trả lời, mình muốn giải thích cho quý các bạn, tại vì đây là một cái cơ hội để mình giải thích những cái này. Lâu lâu mới nó có một cái đề tài như vậy. Sẵn đây cái cơ hội này về cái anh Cannon Nguyễn này đòi chặt đầu tổng thống Donald Trump. Bằng cái lời nói trên Facebook thì sẵn đây mình giải thích cho quý vị các bạn chị em luôn. Cái câu hỏi thứ nhất, bạn có thể vào tù vì tội quấy rối bằng lời nói hay không? Thưa có thể bị bắt vì lạm dụng bằng lời nói, đó là những bình luận bị coi là lạm dụng hoặc xúc phạm người khác, và họ sẵn sàng trở thành người có khiếu nại trong đơn kiện chống lại người phạm tội. Tức là khi mà quý các bạn mà lạm dụng bằng lời nói đó, thì cái người đó mà họ thưa lại bạn thì bạn sẽ ở tù và bạn sẽ mệt đó. Rồi câu hỏi thứ hai, tôi có thể tố cáo người tấn công tôi bằng lời nói hay không? Thưa có thể nộp đơn yêu cầu tấn công bằng lời nói quay ngay cả khi đó là tội ác duy nhất mà được thực hiện. Tuy nhiên, nhiều tiểu bang không có quyền ưu tiên cho vấn đề đơn lẻ này mà không kèm theo hành động hoặc hoạt động tội phạm. Điều đó có nghĩa là một hình thức tấn công khác phải xảy ra. Ví dụ các bạn, ý họ nói là đây là những bộ luật. Ý họ nói là có nhiều cái tiểu bang, bị mỗi tiểu bang có luật và lệ khác nhau, thì có nhiều tiểu bang họ không có xử. Có nhiều tiểu bang á, là họ chỉ xử những cái tội giống như là tấn công bằng thể xác, tức là physical attack đó, nó đi kèm với nhau thì họ mới xử thôi.
À, thì mỗi bang nó có mỗi cái luật và cái lệ khác nhau. À, câu hỏi thứ ba, câu hỏi này á, nó liên quan tới Facebook. Bạn có thể vào tù khi đe dọa ai đó trên Facebook hay không? Đây, cái này nó quan trọng nè. Một kết án tội nhẹ với án tù tới 365 ngày. Tức là quý vị các bạn mà đe dọa người nào trên Facebook mà người đó tố cáo bạn hoặc là báo cáo cho cảnh sát hoặc là FBI thì bạn có thể ngồi tù 1 năm hay bị phạt lên tới 1.000 đô la, trong khi một tội nghiêm trọng có thể bị phạt lên tới 3 năm tù và phạt tối đa 10.000 đô la. Ok, nên nhớ điều này. Khi các bạn đe dọa người nào trên Facebook, nhẹ nhất là ở tù 1 năm bị phạt 1.000, nặng nhất là ở tù 3 năm phạt 10.000. Khi mà người đó thưa các bạn, tố cáo các bạn và đi gọi cảnh, hoặc là họ đi report to local police, là gọi mấy người cảnh sát hoặc là báo cáo cho những người cảnh sát địa phương đó, là các bạn chết, cảnh sát gõ cửa các bạn liền. Đừng có nói, đừng có nghĩ là bạn delete cái post hay delete cái Facebook hay là delete này kia là cảnh sát nó không biết, cảnh sát nó không biết hết á. Cảnh sát ở trên Facebook, cảnh sát ở ngoài hay gì đó là các bạn làm gì người ta biết hết, biết hết. Chứ đừng có giỡn với người ta. Ở xứ Mỹ này nó tự do, ở Canada và các nước Tây phương, mình bây giờ mình nói Mỹ Canada thôi, tự do gì đó, nhưng mà các bạn làm gì họ biết hết. Đừng có giỡn. Thì mình đọc một lần nữa. Bạn có thể vào tù vì đe dọa ai đó trên Facebook hay không? Thưa có. Một kết án nhẹ là 1 năm tù, phạt lên tới 1.000. Cái án nặng á, là phạt 3 năm tù, lên tới 10.000, mình là 10.000 đô đó. Ok, nên nhớ. Cho nên cái người mà Canon Nguyễn này, nếu mà bị người nào tố cáo hoặc là người nào mà đi report cho FBI, là cái người Canon Nguyễn này bắt bớ hay không hay là ở tù hay không thì cái đó không biết, nhưng mà mình biết biết chắc là Canon Nguyễn này á hơi mệt. Ok, còn cái chuyện mà ở tù hay không ở tù hay là bắt như thế nào cái đó mình không nói, từ cái đó nó phải xảy ra cái hiện trường mình thấy mình mới nói được. Còn những về mình, đây là mình dựa theo bộ luật mình nói, thì cái người Canon Nguyễn này dựa theo cái những cái bộ luật thì cái người Canon Nguyễn này nhẹ nhẹ thì ở 5 tù phạt 1.000, nặng nặng thì ở khoảng chừng 3 năm tù phạt lên tới 10.000. Nhưng mà cái vấn đề là người nào đứng ra để cáo buộc ổng, để tố cáo ổng, đó là cái vấn đề đại khái. Là bây giờ tổng thống Donald Trump hoặc là nhà Nhà Trắng hay những cái người mà quan chức ở trong chính quyền Trump đó, có ra tố cáo người này hay không, có ra buộc tội người này hay không, thì đó là cái vấn đề đó. Rồi thứ tư, điều gì được coi là một đe dọa? Định nghĩa của một đe dọa là một tuyên bố về ý định làm hại hoặc trừng phạt hoặc một cái gì đó thể hiện một mối nguy hiểm hoặc tác hại sắp xảy ra. Nếu bạn nói ai đó, tôi sẽ giết bạn. Đây là một ví dụ về mối đe dọa. Một người có khả năng làm nổ tung một tòa nhà là một ví dụ về mối đe dọa. Đó là mối đe dọa là như thế nào? Như là các bạn nói các bạn sẽ làm, đó giống như là bây giờ các bạn nói các bạn sẽ nổ tung một tòa nhà, đây là cái thí dụ trong cái bộ luật mà họ nói nha. Rồi các bạn nói các bạn sẽ chặt đầu người này hay là giết người kia, đó là đe dọa. Thì hồi nãy mình có nói là Canon Nguyễn, cái câu nói của Canon Nguyễn trên Facebook là nó nằm trong cái lĩnh vực là đe dọa, gọi là threatening đó. Chứ nó không có nằm trong cái lĩnh vực freedom of speech, tự do ngôn luận. Đó, rồi cái câu hỏi cuối cùng. Có phải là tội ác khi đe dọa bằng lời nói? Theo Bộ luật hình sự California 1422, tội cố ý truyền đạt mối đe dọa cho người khác sẽ dẫn đến thương tích hoặc tử vong lớn cho cơ thể. Tội phạm này được gọi là thực hiện
các mối đe dọa hình sự. Nếu bộ luật hình sự điều mục 422 của California, nếu mà những cái lời nói mà có thể là gây gây ra án mạng đó, thì nó sẽ nằm vô bộ luật hình sự. Thì nhưng mà những cái lời nói á, mà như là Cannon Nguyễn á, thì nó nằm trong cái tội đe dọa thôi, chứ nó chưa có nằm vô cái tội mà nghiêm trọng tới như vậy đó. Thì vâng, thưa quý ông bạn cho em, đó là những cái thông tin và những cái bộ luật về đe dọa. Thì trước tiên kết thúc video thì mình muốn nói là cái các bạn phe đảng nào hoặc là thích đảng nào hoặc là theo Trump hay không theo Trump, ví dụ các bạn lên Facebook, đặc biệt là lên Facebook, lên mạng xã hội, đừng có nghĩ là lên Facebook, lên mạng xã hội là người ta không chú ý tới, hoặc là các bạn muốn nói gì nói. Cứ các bạn khi mà lên Facebook hoặc là một social media thì cứ các bạn là lời nói không mất tiền mua, là lời nói cho vô lượng nhau, những cái lời nói mà thứ nhất verbally assault, thứ hai là threatening, hai cái đó là nó cấm kỵ nhất. Quý các bạn đừng có tưởng khi mà họ thưa là quý các bạn ra tòa đó. Ở đây là bộ luật nó ra luôn, ở luật ở Mỹ, chứ không phải là ở đây là freedom of speech, tự do ngôn luận, muốn nói gì nói không. Tự do ngôn luận á, là cho những cái trường hợp và những cái bối cảnh nó phù hợp, chứ không phải là muốn nói sao nói, rồi muốn chửi sao chửi, muốn đe dọa, muốn làm hành hung hoặc là phỉ báng hay là chỉ trích hay là gì đó, rồi cứ đem cái luật freedom of speech ra, rồi để phản biện lại, rồi để bào chữa cho tự bào chữa cho mình. Không, những cái này nó không phải là tự do ngôn luận. Thậm chí cái con mụ nấm nữa, những cái lời nói của con mụ nấm cũng không phải là tự do ngôn luận. Cái đó là chỉ phỉ báng, chỉ trích, phê bình, nói gần gần chút là chửi đó, chửi nước Mỹ, chửi tổng thống đó. Cái đó không phải là tự do ngôn luận. Ở đây á, xứ văn minh hiện đại, họ cho mình một cái quyền tự do ngôn luận để mình bày tỏ ra, mình nói một lần nữa là mình bày tỏ và mình phơi bày ra cái quan điểm và cái khái niệm của mình, cái perspective, ok, hoặc là cái personality, chứ không phải lạm dụng cái quyền tự do ngôn luận rồi muốn muốn chặt đầu tổng thống Donald Trump, muốn chửi tổng thống Donald Trump, muốn chê bai nước Mỹ, hoặc là muốn chửi, đại khái là chửi nước Mỹ đó. Vậy là không có đúng, cho dù chê bai nước Mỹ hoặc là nói xấu nước Mỹ, cái đó là cũng không đúng. Tại vì cái nước mà văn minh hiện đại như nước Mỹ, nước Canada hoặc là các nước châu Âu đó, thì cái con người của họ họ có cái kiến thức rộng và họ có cái ý thức rất là cao. Cho nên khi mà cái bộ luật đó đó đối với họ là họ cho là ồ, nhiều khi mình mà mình buồn quá, mình nói một cái gì ra, mình tâm sự một cái gì đó, nó personal thì nó là không có tội, vì cái đó là nó tự do ngôn luận, chứ không phải là dùng cái đó. Sau này những cái người mà di dân đi, giống như là những cái người mà họ không hiểu, họ di dân, họ mới qua, giống như mụ nấm độc đó, mới qua không không hiểu, cứ biết là ồ, ở đây là tự do ngôn luận, rồi bắt đầu mới dùng chửi chửi bậy chửi bạ, nó bậy nó bạ, xong rồi cái nói ồ cái đó tự do ngôn luận, tao muốn nói gì nói, không ai bịt miệng cho tao, nổ. Họ không làm gì và họ không có, đại khái là họ không có nhìn tới, họ không có chú ý tới, nhưng ở trong đầu của họ họ cho cái người đó là cái người dốt nát, cái người mà họ người mà không có kiến thức đó. Thì mình khuyên với các bạn trên Facebook á, với các bạn mà đe dọa, với các bạn mà hâm he người ta hay là đòi chặt đầu, đòi giết người ta, là với các bạn bị ở tù nhẹ nhẹ là nó 1 năm ở tù 1 năm phạt 1.000, nặng nặng là ở tù 3 năm phạt 10.000. Thì hồi nãy mình có đọc những cái bộ luật cho quý vị các bạn nghe đó. Rồi cái thằng Cannon Nguyễn này nó chặt đầu thằng Donald Trump, thì cái đó nếu mà tố cáo FBI thì cái thằng này nó mệt, nó rất là mệt, bởi vì cái đó nó nằm trong cái lĩnh vực và mình cho đó là cái mối đe dọa, cái đe dọa với là cái verbally assault.
Vâng, thưa quý ông bà, em cho mình ngừng ở đây. Cảm ơn quý vị các bạn cho em theo dõi. Nhớ đừng quên like, subscribe và comment.